Hello, xin chào tất cả quý vị và quý bạn. Buổi tối nay Tí Mi muốn quay và giới thiệu đến quý vị hai chiếc hai đôi là bốn chiếc loa bát rời bát 30. Thì theo yêu cầu của một bác ở Nam Định, thì bác giấu tên thì em đi quay chi tiết là loa zin này, mã số seri nó chuyện chìm hết ở trên tem nhôm này, mã số màng này nó trùng với nhau luôn. Thôi nhé. Thì đây là quay cho một bác ở Nam Định. Mai sáng gửi cho bác. Thì đây là loa của bác này. Đấy. 2404H8 ohm. Mã tem nhôm tập chìm nhé. Cái này thì không thể làm nhái được các bác nhé. Nó cũng chuyện chìm rồi. 28434. 28434. Đây là một chiếc nhé. Chiếc thứ hai. 28422. 28422. Có gì đó chưa? Chiếc thứ ba này. 28430. 28430. Đấy. 28418. 28418. Đây là cái mã số seri chuyện chìm tem nhôm nhé. Đấy. Còn đây là được chưa? Có nhìn rõ chưa? Ngoài bên tối thì nó hơi lấy nét hơi khó. Ok chưa? Đấy. Em sẽ quay nghĩa xong, em sẽ quay cái mã số màng cho các em trùng nhau luôn. Được chưa? Riêng mua bên tiếng bì thì nó rất yên tâm, có sai có trả lại. Chưa? Chưa? Đấy. Thì bây giờ mình quay cái số mã số màng luôn. Đây các này. 65980. 65980. Đấy, em qua chiếc này nữa. Đây. 65980, hai chiếc rồi nhá. Chiếc thứ ba này. Đấy. 65980. Và đây chiếc này nữa. Quay thế cho các bác thực tế là nó lo nó cùng một cái đôi thùng, nó tháo ra nó trùng cả số seri màng. 65980. Bụi bạn em không còn lau luôn. Thực tế các bác, hàng bãi bụi bẻ kệ. Nó đẹp mỹ mãn luôn, từ cái côn chỉ nhịn. Các bác nhìn sướng không? Ống ánh luôn. Hết thuốc tả luôn. Quá mới luôn. Đây em đặt lên. Đặt luôn lên cho các em thực tế. Mà có tay tính màng luôn. Đứng đây luôn. Đây. 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 Nó cực kỳ đẹp luôn như mới tinh. Thậm chí là những cái vết này vẫn giờ dính tay luôn thôi nhé. Mới ong ánh như này. Nhiều bác không biết mà tưởng là nó mới sản xuất. Nó đẹp, mỹ mãn. Thì đây là gửi cho bác ở Nam Định hai đôi, còn Tiến Bị còn hai đôi nữa, còn cả văng hết nhá. Mai đóng hàng cho bác, em sẽ gửi văng cho bác luôn. Đây có một đôi này. Và một đôi này là hôm thì Tiến Bị ví nó gãy một chiếc lẫy này. Bác nào lấy em giảm 500k cho nhá. Các bác chỉ dán cái này vào đây là xong thôi. Mà Tiến Bị không muốn làm. Bác nào mà về làm được thì Tiến Bị sẽ bớt 500k cho một đôi, còn 11.500. Nó mới đến mức độ còn cả cái bọc rồi nhá. Các bác đi mua đa số là mất hết kia. Khi cao su bọc ngoài tránh nhiễm từ. Còn đây còn hết nhá, còn nguyên bản hết thôi nhá. Đấy. Vâng, đây là đôi hai đôi loa bát 30 rời của bác. Thì mai sáng em mới đóng một hộp xốp em gửi xe cho bác sớm.
Vâng, nếu bác nào có nhu cầu mà muốn mua nó ban nữa, em còn hai đôi nhé, còn hai đôi nữa. Có bác mà thấy video hay nhớ cho Tín Mibi một like, bấm đăng ký kênh, chia sẻ cho Tín Mibi, bấm chuông để nhận được những cái video tiếp theo. Các bác nhé. Số điện thoại của em là 0948388448, xin nhắc lại là 0948388448. Tiến Mibi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc các bác nhé. Vâng, xin chào tất cả quý vị và quý bạn đã xem hết video của Tín Mibi.